Astari là tựa game MMORPG được lấy bối cảnh fantasy phép thuật phương Tây kết hợp với lối đồ họa anime 2.5D độc đáo. Trong game, người chơi được hóa thân thành một học viên trẻ tuổi đang bắt đầu chuẩn bị cho hành trình phiêu lưu đầy mạo hiểm của mình. Tại đây, người chơi được khám phá các vùng đất bí ẩn, các sinh vật huyền ảo, các phép thuật mạnh mẽ và đồng thời kết bạn với những người chơi có chung chí hướng trong suốt hành trình trải nghiệm. Game có 4 lớp nhân vật chính để người chơi lựa chọn là Knight, Machine, Hunter và Mage. Mỗi lớp nhân vật sẽ mang đến những trải nghiệm và lối chơi khác nhau, phù hợp cho từng sở thích và phong cách chiến đấu của người chơi. Tùy vào lối chơi của bản thân mà người chơi có thể lựa chọn lớp nhân vật phù hợp để phát huy tối đa sức mạnh và giành lấy chiến thắng trong những trận chiến kịch tính. Trong game, người chơi sẽ được chiêm ngưỡng một thế giới fantasy phương Tây theo cách anime trên nền đồ họa 2.5D độc đáo. Đặc biệt, sự đa dạng về các vật và khung cảnh trong các bản đồ sẽ gây bất ngờ cho người chơi trong lúc trải nghiệm, từ đó tạo nên một sân chơi mới lạ để người chơi khám phá. Giống với các tựa game MMORPG trên thị trường, Astari có khá nhiều hoạt động lẫn chế độ để người chơi có thể cày cuốc mà không bị nhàm chán trong quá trình trải nghiệm. Từ các phó bản hầm ngục quen thuộc để săn boss, cho tới những trận chiến PvP khốc liệt trong đấu trường và Guild Wars, tất cả đều sẽ tạo nên một sân chơi đa dạng kịch tính trong game. Có thể nói Astari là một tựa game MMORPG có lối chơi khá thú vị và được ra mắt tại Hàn Quốc. Tuy không quá nổi bật, nhưng với đồ họa và các hoạt động hấp dẫn trong game sẽ mang đến những trải nghiệm ấn tượng cho người chơi khám phá. We'll be right back.